Đi stale. Ê, để khoan nè, để anh random đồ cái nhẹ. Mặc bộ đồ khá rõ đẹp. Có cái nút random đồ. Có nhiều bộ đồ ra, outfit nhìn cũng chất lắm mà. Ủa? Outfit nó nằm ở đâu? Ngay phần skill á. Ui, béo support là sao ta? Mà em gọi chỉ vô bên Mafia, em gọi tới nó quánh giùm em á. Này thử này. Phải revive tiếp nha. Chừng nào xong nói anh. Ủa, tới phần skill đúng không? Rồi nằm edit experience. Ừ. Ai nghe thấy gì hết à? Lâu mấy này lót hơi chậm. Bây giờ anh làm sniper. Để mặt em. I'll drive. Nghĩa, lái xe nghĩa. Từ từ anh đang spot, Nó đi hướng này trên này mà. Đi xe lên này nè. Còn Duy chạy bộ lên được rồi. Lên kiếm cái vỗ nào cao cao hơn, lên sniper. Trên nóc nhà. Vẫn còn nhau cái thằng nó mất coi chừng lái xe nó thấy á. At a small group of tangos. Sniper. Eyes at a small group of tangos. Đó, lái còn đó hả? Ừ. Em spot rồi, em cứ spot luôn đi nha. Looking at a small group of tangos. Em có mod đó rồi. Eyes at a small group of tangos. Một đống trên đó. Trên đó đi. Anh nên mua bàn phím, anh nên mua tay cầm ta. Tùy nhu cầu thôi. Bàn phím này cũng bàn phím vô đến nỗi cần phải mua bàn phím đâu, chỉ cần mua con chuột thôi à. Cái góc nhìn của anh nó lên được tới hàng kia không? Để kiếm chỗ nào đó cao. Anh đang chơi bằng gì vậy? Chơi anh đang chơi bằng tay cầm. Anh đang chơi bằng con chuột bàn phím. Rồi để anh lên giết cái thằng sniper cái này. Lên chèo nó. Rồi anh lên đây sniper xuống. Có thằng ngay đây nè. Em bắn nó được không? Đâu, đợi đi em đang bay cho nó bay rồi. Đến bắn thằng số 1 giờ, đang khoan bắn thằng số 2 nha, tại em biết nếu mà em giết nó thì có thể là thằng đó thấy á. Để anh đang chạy lên chỗ thằng số 2 nè, ở lộn thằng số 1 nè. Anh đang lên check down. Có một thằng trong nhà nha, Ừ. Thôi nó anh chưa biểu hiện. Rồi đó giờ anh take down thằng số 2 cái nè. Anh đã take down số 1 đi, take down trong thằng trong. Không có vụ đâm dao cỏ chứ đâu. Không có knock out. Rồi đó anh dưới rồi nè. Anh đang trên cao nè. Ôi khoan nha, có hai thằng đứng một lúc á. Để anh bắn giờ spot đi ha. Anh bắn cái thằng xa đi, em bắn cái thằng gần này nè. Khoan từ. Còn một hàng nữa, Có khoan. Bên đây còn một hàng nữa, đến thả trôn cho em. Hai thằng luôn chứ với một thằng. Hai thằng bên trái nữa đúng không? Giờ mà bắn một cái là hai kia phát hiện hết. Nó đi rồi, nó đi tản thôi, nó tản đi rồi. Khoan đã. Tại giờ để coi. Rồi để em đi spam đi lấy. Em đi lấy không? Lấy gì? Đi lấy cái Intel nè. Có một sniper nữa nha. Mới spot đó. Để anh kiếm góc bắn được bắn luôn rồi. Ủa không thấy gì ta? món nói chung trò này ok nhưng mà nó phải optimize đi nó không mình chết chết thiệt luôn không phải đùa, đúng nghĩa chết thiệt luôn đó chứ. Đúng là mua nóng không cái nồng ngắm ừ anh vừa mới mua cái nồng ngắm nhiệt á thermal á má công nhận bật lên cái đó thấy nó liền rồi ba thấy nó rõ hơn bình thường có thằng ngay trước bằng em á beo ok nè em đánh đây tới vô em nè còn không anh bắn nha ok rồi cái bắn em rồi đang canh góc rồi down nice mà dưới chân anh 4 thằng để em xuống luôn để em xuống luôn một thằng đang đi lên chỗ anh lên em đi tách supply nè ok ba thằng ngay chỗ khúc cái này em đi được không sao có thấy rồi mày quá thấy rồi nè báo động không nên như vậy thấy em chưa mày quá nó chưa thấy em có thấy anh nào thấy anh vậy có cần lấy đây là em đón không nè cần giết hết lấy được cây súng rồi nè lấy được cây súng rồi nguyên đông cái tay để em lấy cái không giờ lấy được thì giết hết luôn đi defend rồi lấy được rồi ok má đi xèo quá má nhờ nghĩa sniper à, xong dọn dẹp xong hết rồi tại có một thằng đi lên cho anh không bắn không được mà bắn không cái hàng ở dưới đó phát hiện luôn thấy luôn đây có đồ ăn nè ủa sao ba thằng rebel gì đi mình đúng không đó rồi em rồi đây có cái mốt gì nè em lấy giờ súng hay mốt gì nè lấy rồi nguyên cái súng luôn á đồ súng càng để thử xem có mốt chỉnh được mấy cái cây nằm ở cái vòng nguyệt quế là em không có chỉnh được em nên để nhiệm vụ tiếp theo đi mấy cái cây mà có vòng nguyệt quế mấy cây nó đi theo mấy này nó đi đâu đi theo mình đúng không nó giúp đỡ mình á giống kiểu bên trong giống chọn mafia ê nhưng mà cho súng làm vô mình súng này cho edit nha scope kiểu ôi vãi cái beo ôi quá em nhảy ra hả beo quá tóc bụng dữ vậy beo nó đến tóc công anh mà đúng không anh cũng không biết nữa một là xe hai là gì vậy xe dính thằng lái xe rồi lên dính rồi ủa mà xe con này chất vải luôn á cái xe này ngon lắm nè truck như xe này chỉ nhanh hay sao mà anh thấy mỗi lần nó đề xe này cũng ngầu mới giống như kiểu mấy chiếc Lambo mà nó chạy ngang vậy á nó vừa mới chạy ngang nè anh mới chiếm được chiếc xe nè hơi bị đã bây mà ủa có gunner nè ủa có gunner nữa hả không gunner của cái này ba em lái đi em lái chiếc này đi giờ đâu nữa chiếc nào chiếc này hả trong đây có gì ta bên trong nó có gì không có cái là AMO là cái gì document á chắc em làm nhiệm vụ kia rồi còn anh không thấy gì hết anh chạy vô thôi không thấy gì hết Giờ anh lái chiếc này đi. Ủa, hả? Chiếc này bốc khói rồi tên. Ủa sao mới đó bốc khói gì lẹ. Đi. Giờ đâu nữa, nhiệm vụ nào nữa? Cứu canh rồi á luôn. Mày cũng mẹ xe cô mà, mày cũng mẹ mà lo gì. Má cái nhiệm vụ này chỉ mới với con El Yuri với cái gì La Yuri với El Bolito chỉ mới là có 1 sao thôi đó. Em xem mấy cái con khác rồi còn 4-5 sao nữa. Hơi bị căng. Rồi tụi này có súng, tụi nó xe có súng, tụi nó có súng ghê vậy hả? Nó là bằng đạn mà em. Có gas đâu đâu có gas bass 12 á. Hơi bị ngon, để anh cái lái anh kiếm đưa cho em. Start the radio. Đây có 2 hàng đằng sau rồi. Cái mẹ không quan tâm đâu. Anh lên trên anh canh đây nha. Cái nhiệm vụ đã làm rồi. Anh lên trên cover cho. Đừng để cho nó phá cái mà em vừa mới bấm nha. Ok. Just spotted one with submachine guns. Đáng lẽ mình lấy chiếc nã kia hay hơn á. Ừ đúng rồi. Nó có rebel tới mà. Chừng em. Let them damage the emitter too much. Mà đâu ta? Không thấy nó nè. Hết rồi. Nó trong nhà ha, này trong nhà mới đi. Hết thời gian rồi, Tari got his message out. That should get his people stirred up. Mở được cái motor này lên. Bây giờ nó ra nữa. Backup rồi. Oh nice. 2 hàng tông nhau chết luôn. Đúng bữa luôn. Con xe này ngồi được 2 người không ta? Thấy có 2 y mà. Mày biết không? Nó thấy xuống rồi. Nhớ nè. Sao có nhiệm vụ mới chưa? Không, chưa. Đây, ra xe nữa coi. Target down. Rồi anh giết hết rồi nè. Em đâu, em đâu? Tôi xe nữa rồi, được không? Không, không. Không, không lên được, không lên được. Má xe cùi. Kiếm đâu ra vậy? Em không biết đây, cướp của dân đó anh. Rồi lộn cướp. Má ngon lành cành đào liền. Có nhiệm vụ mới chưa? Có quá trời luôn nè. Sorry mission ơi. Water prisoner, cái này cũng hơi khó nhưng mà cũng không sao. Lên tới Kuta đây thôi, fast travel đi. Present suspect. Rồi, cái làm sao cái vụ này anh không có fast travel được nữa nha. Mấy chiếc xe này old school nè. Em lái hả? Giờ em đi chung đi. Nó không cho fast travel ta. Ừ, nó không cho đâu chứ nó mà sao fast travel nãy giờ rồi. Giờ kiếm xe đi hứ sao vậy? À có máy bay nè. Ô má trốn trong cốc xe được luôn nè ba. Má trốn trong cốp xe. Nè trong cốp xe nè. Đéo đùa trong cốp xe rồi ba. Mẹ ơi em trả anh đi. Má đang nằm vô cốp xe nè tùng ơi đấy. Rồi có máy bay nè. Đi máy bay cho này. Anh lái máy bay đi. Má lái máy bay trong này nó cứ bừa bừa sao á. Ừ má nên thiết nghĩ nên đi. Ủa, có một tiếng tím là gì ta? Nên đi tìm một chiếc máy bay chứ. Đi chỗ này xa vãi luôn. Ở trên đó nó có điện có màu tím tím. Còn hết nhiệm vụ tím, là tím á là quân địch luôn á. Tím với đỏ đỏ là quân địch á, còn xanh lá cây là mình á. Quân mình rebel, còn bên tím là quân mạnh hơn quân Santa á. Nó là quân ơi coi chừng nó quân như đi đá đó, cái quân mà là lính Bolivia. Ừ, nó không hả? Ừ, cũng hay lắm á. Ê, con lính nó kìa, ê, đéo không nổi. Vãi không nổi, kìa mẹ nó đéo quan tâm. Cái này em lên em bị lên sao đó không nổi. Có ca sao của nó nè. Đó, lên sao 1 sao nè. Lát hồi nó gọi trực thăng máy bay ra uống em chết mẹ giờ. Nó gọi xe tới rồi ba. Nó chạy vô liều quá mà, chưa có do thám gì quốc hả. Cock holster, target down. Má coi nè. Tango down. Xong rồi nè Nghĩa, lấy máy bay đi Nghĩa. Em đang giết nguyên đống này nè. Lỡ vô giết hết luôn rồi. Bắn ra quá. Ôi lên máy bay nè ba. Ờ đổ nhiều quá, từ từ quá. Có supply nè. Ờ có đồ chơi kìa. Bút hết luôn rồi ba. Tụi nó đang tới nè. Để em lấy máy bay đã. He's down. Em spot rồi. Anh đang đạp máy tới. Nó không có bay được cao. Còn nó đông vậy. Không bay được. Ồ nó bắn rác gì ta? 6, 5. Ok ngon rồi. Mua hết luôn Bill. Ok. That's a kill. Đã mày mặc giáp mới ghê chứ. Nó có giáp. Bắn viên chưa chết. That tango's down. Ủa, nó cao hơn mình hết à? Em không lấy mặt giáp rồi. Nó còn cao hơn mình nữa. Mặt giáp mà chúng ta chưa nâng cấp đồ thì chúng bắn đâu lại nó đúng rồi. Mình đâu có giáp luôn, mình là đồ nhà nước. Tự khỏi chi đúng không? Mắt tụi này thù giá vậy. Ồ má hết đạn đúng lúc vậy trời. Thôi đi. Má 3 sao. Bay đi ba. Ôi nó gọi máy bay tới luôn Beo ơi. Nó gọi máy bay tới luôn Beo ơi. That's a kill. Shut down the helo. Nó rồi đi. Để lái đi. Nó còn mấy chiếc xe không? Mà nó ok. Không biết là nếu mà mình lên 4 sao thì gì sẽ ra. Mà chưa gì 3 sao nó gọi xe máy bay ra hiểu rồi. Đây em spot vị trí đi. Có vị trí gì? Nhiệm vụ á. Bốc khói hết trơn. Ra nó bốc khói hết trơn. Dưới chân mình có nè. Sự dưới chân chứ. Dưới chân mình đông lắm nè. Dưới chân đông. Nè, xóa ra nè. Một đống luôn. Còn chuẩn bị có xe tới. Cục má. Cục à? Cục. Bắn thằng đi. That's a kill. I got you man, I got you. Bóp vú cái nhẹ thôi. Cái sơn này nó làm nhẹ rồi, nó có bơm thuốc cho em, nó có chích thuốc hay không? Không, nó cứ sờ vú em cái tự nhiên. Hình như nó không có chích rồi, cái của em nãy em làm cho anh á là cầm nguyên cái kim tim hay sao, chích một phát vô. Nó làm gì có xe kìa. Tôi chẳng thấy mà. Em bắn hãy đủ người lái được á. Trời má, mém lên chết á, nó nổ bà rồi. Mém chết. Lên xe này mà. Trời gì thôi anh muốn đi bộ à. Bữa đỉ quá à, có cái súng đằng sau rồi ba. Ủa đâu bắn súng đâu mà, anh là sniper mà. Đồ má coi thằng ngay kế bên phải em luôn. Không tìm check luôn không rồi. Má ngồi nó 8 viên. Gục nữa hả? Không. Ôi má bắn hụt. Lên dốc rồi. Kiếm vô này cao hơn bắn. Lấy bọc pin này nó đi đụng em rồi ba. Thôi em đi sao? Đi sao? Rồi. Có thằng sniper đi. Sao á? Cái chỗ này khó ngắm quá. Ra đây em. Bao nhiêu mét? Đồ má gì vậy? Đồ má. Cái gì? Bị bắn. Ồ má nó bắn. Ôi, nó bắn lên tới đây luôn. Để xuống cứu. Nó bắn rác cái gì ta? Thấy rồi. Một bé. Ủa nó bắn em mấy đứa? Hai đứa. Còn đằng sau này nữa. Đằng sau bức tường nha, đằng sau cái nhà. Ủa bắn cây này bắn đã kìa, 1-2 viên chết rồi. Đúng 1-2 viên chết. AK làm sao vậy? Cây ca em làm nhiệm vụ cuối cùng á. Em vừa xong nhiệm vụ cuối cùng nó cho em á. AK của nhưng mà của con boss á. AK nó có 2 AK nữa, bắn ảo lắm ba. Lên cao bắn sniper. Kiếm chỗ nào xa xa, kiếm chỗ nào xa xa bắn nó. Có mấy hàng trên mạng nó làm được mấy xa cứu 600 mấy mét. Đang tính làm cứu nào về xa xa tí. Game này có tính đạn rơi nữa mà, Có thằng tuốt trên nóc kìa. Này giống như cái phim gì American Sniper ấy. Hai thằng sniper đấu trí với nhau. Chụp tấm ảnh. Em bắn số 1 vậy hả? Bắn đồ. Có hàng nữa hả? Thằng này nó đứng xấu bức tường rồi. Trời mất 1 bầy luôn ba, 1 bầy luôn, 1 bầy luôn ba. 1 bầy luôn. Nè, swat cho nè, đó. Gặp anh đạn bị hết nữa chứ. Ok, ok. Mắn được rồi. Bắn cái súng càng này với 200m hơi bị xa, nó không xuyên về nữa. Nice. Để nhờ dường anh cái thằng sniper cuối đi. Thằng này okay. Nó đứng đằng sau bức tường hoài ta. Biết bắn không được, tại vì nếu mà em bắn á, em mà muốn biết em có thấy được nó hay không á, em chỉ vào nó, nếu mà nó không hiện cái khoảng cách á, nó không hiện khoảng cách là đang có cái bức tường che em á, không có nhìn được. Đang có cái bức tường che để kiếm cái chỗ nào cao hơn mà nhìn thấy hẳn nữa. Còn 3 viên đạn. Vậy anh thịt cái thằng nào anh thịt thằng dưới nhà thờ, thằng dưới nóc nhà thờ. Nóc nhà thờ. Vậy em thịt thằng ở dưới nha. Ừ cứ thoải mái. Có 2 thằng. Cho nên tìm góc để bắn cái thằng này luôn hết. Nãy giờ chưa ra cái góc nào hết. Cái này đứng chỗ độc địa thì chứ. Má anh dùng kính tầm nhiệt luôn hả? Ờ, đây có chữ thằng đúng rồi. Để lên cái vách núi rồi. Đúng tầm nhiệt. Đều ổn rồi. Hư mẹ cái máy bay rồi. You okay, hermano? What do you want from me? Yuri and Polito, the fuckers who tortured you. We're here to make them pay for what they did, but we need to know where they took you. Quá bên của em có giọng nữ quá, nhìn dễ thương, nghe dễ thương quá. Xong rồi nghĩ là muốn chơi nữ chứ. Lúc anh tra khảo thằng đó là giọng nam 137m, thấy mấy rồi. It's alright, at least we know they're close by. Má vợ chạy ra trước em. The fuck. Không rồi đó. Má thằng này vợ chạy ra trước qua. Nó làm kiếm chỗ bắn của nó. Mình lùm súng của mấy thằng rebel, mấy thằng mà mình bắn nó được gì không ta? 217m. Còn chỗ nào cao không ta? Anh cũng biết tại vì anh chưa có tìm đó. Ồ có đường này có cậu bậc thang đi lên luôn ghê chứ. À, làm súng không được. Không custom lại được cái mấy cái súng của ông mình lụm được không? Ừ, có nhiều cây không lụm được giống như cây của ông boss đó, nhiều như súng đặc trưng của nó là vậy á, không custom được. Đấy, công nhận giờ bắt đầu giống sniper Ghost Warrior đó. Anh trèo tới tận đây chỉ để sniper một thằng. Anh thấy gần vùng rảnh lắm. Không thấy luôn. Cây che hết trơn. Mày mặc đồ. Bố mặc lèo. Có bắn không? Chỗ này ngon, má 300m. Có bắn gì? R6 á hay là mày với ông Nghĩa lại chơi kia. Ra ngoài đi em. Trời ơi má, lúc anh chạy lên được thì nó vô trong nhà lại. Verkeler. Ủa, chạy lên được gì? Má 300m của tôi. Bị gì ba? Để canh ngay đầu hư rồi. Nếu mà đạn rơi ngay chỗ đó thì 300m. Nãy rõ ràng cái thằng này nó đi ngoài đứng trước cái đây mà giờ nó đi vô trong ngược lại mới đâu chứ. Nó hồi lên canh rồi, anh canh thằng nào lúc nào nó đi ra. Ra đi em. Gắn suppressor vô nè. Tháo suppressor vô để bắn cho nó nghe rồi. Ngõ em ra luôn mày. Quá hơi ghê đã lắm mày ơi. Cầm lắm mà. Tao không có dự định mua game mà. Tao đang ghiền ARK rồi. Một là bắn R6, hai là chơi ARK. Vậy thôi em ba chơi ARK đi, ai trong đây cũng đang chơi cái này á ba. Thì có nói gì đâu ba. Nói quá mày ức chế vụ cái kẹt đúng không? Tính chơi thử coi nó là sao mà ai gì. Ai về gì? Đúng, ra đi đúng rồi. Đúng rồi, phải vậy chứ, đúng rồi. 296m. Dính, yes. 296m. Thôi để coi lại. Để coi lại coi. Có hai skill mới. Có cái mà. Mấy bài bị bóp khói hả? À cái gì anh cũng không biết. Start có cái start. Máy bay nó anh đó. Đúng rồi, long bay bị bóp khói nè. Long get shot 296m. Quá đã. Má kiếm chỗ nào 700m bắn cái nhẹ phải không? 53% stale cũng ngon. Like the attention girl I know you but you're everything I want in life. We're fighting danger like kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world.